Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 22 tháng 12 là ngày kỷ niệm 68 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ đội ngũ chỉ có 34 chiến sĩ năm xưa, giờ đây Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trưởng thành là một đội quân lớn mạnh và tinh nhuệ, cùng với cả dân tộc làm nên những chiến thắng vĩ đại. Với 9 năm trường kỳ kháng chiến, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã làm nên một chiến thắng Điện Biên, chấm dứt chế độ thực dân. 20 năm sau đó, cùng cả nước ra trận, lực lượng non trẻ đã lập nên một chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, Quân đội Nhân dân Việt Nam lại lên đường bảo vệ vững chắc biên cương, bảo vệ toàn vẹn tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế. Ngày nay, đất nước đang trong công cuộc đổi mới, Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng tham gia đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân.